Nehemi chương 1. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20 nhằm tháng Kisla, sải khi tôi đang ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến hỏi thăm chúng tôi về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng, những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh, bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát, và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời, mà rằng, ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đức Chúa của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đôi đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel, là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tớ Chúa rằng, nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn, đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa, mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài, vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả bây giờ tôi làm quan tử chánh của vua